Bà Harris nói sẽ lập hội đồng cố vấn lưỡng đảng nếu đắc cử. Bà Harris tuyên bố sẽ lập hội đồng cố vấn lưỡng đảng về các vấn đề chính sách nếu đắc cử, nhằm thu hút cử tri Cộng hòa không hài lòng về Trung và cử tri độc lập. Tôi thích những ý tưởng tốt, bất kể do ai đưa ra. Chúng ta cần và phải có thể chế hai đảng ổn định và mạnh mẽ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Scottsdale thuộc bang chiến trường Arizona hôm 11 tháng 10. Một trong những kế hoạch của tôi là thành lập hội đồng cố vấn lưỡng đảng, những người có thể đưa ra phản hồi về chính sách. Theo bà, hội đồng này sẽ mang lại lợi ích tốt nhất để cho toàn bộ người dân Mỹ vì nó sẽ truyền cảm hứng cho những phản hồi mang tính xây dựng. Tôi không cần những người chỉ biết đồng thuận. Tôi muốn mọi người cùng tham gia và xem xét các ý tưởng, bà Harris cho hay. Đề xuất này là nỗ lực mới nhất từ chiến dịch tranh cử của bà Harris nhằm thu hút cử tri Cộng hòa không hài lòng với cựu Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ cũng từng cam kết bổ nhiệm một người Cộng hòa vào nội các nếu đắc cử. Bà Harris đã nhận được sự ủng hộ từ những người bảo thủ bất mãn với Trung, trong đó có hơn 100 cựu quan chức đảng Cộng hòa. Phó Tổng thống Mỹ tuần này vận động tranh cử ở Nevada và Arizona, hai trong số 7 bang chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử năm nay. Cuộc thăm dò của ARN Reuters, Ipsos hôm 11 tháng 10 cho thấy bà Harris đang dẫn trước đối thủ Trung 3 điểm phần trăm ở Arizona, lần lượt là 46% và 43%. Bà cũng vận động tranh cử ở những khu vực mà đảng Dân Chủ thường không ghé đến. Tuần trước, Harris tổ chức meeting ở Ripon, bang Wisconsin, vốn là thành trì của đảng Cộng Hòa. Xuất hiện cùng Phó Tổng thống Mỹ tại sự kiện này là cựu hạ nghị sĩ Cộng Hòa Liz Cheney, người tuyên bố ý nghĩa vụ của chúng tôi là loại bỏ Trung và bầu cho Harris. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.